cho Tư để làm cái đạo thuật nhỏ nhỏ chơi đây. Nhưng mà cái này Tư làm được giúp như tôi quý vị, chứ không phải là để những diễn nó là đây lại giỏi với một đạo thuật gia nổi tiếng. Bởi vì không dám nói luôn là mình hay, tại vì cổ nhân có nói luôn, cao nhân tất vũ cao nhân tỷ. Mà dịch ra lại thì muốn là cao, muốn là khác, có những khác cao hơn. Còn cái trước tiên á, thì tôi nghĩ một ngoài về làm, nó không phải vì đức nói thành về làm. Nếu mà ai biết rồi thì đi để tôi làm nó. Yeah.
cha hỏi từ lòng ra cháu. Các cháu không có cha. Các cháu. Ủa cháu bị gì rồi sao? Thì cũng sao nhé, thì anh tới bác sĩ nha sĩ râu số 45 đường Montreal, cái gì nhớ rõ. Nha sĩ râu. Nhà sĩ râu. Mà tôi là gì, râu không nhiều người râu hết, không biết. Cái đó tôi không dám nói, ở đây người ta nói là tôi quảng cáo. Tôi chỉ nói râu, ai có râu thì nha sĩ thì có râu. Anh lắp cho kỹ lên. Rồi. Mà sao thuốc này sao thấy giống như là trong lấy trong cọc tia ra vậy? Không, cái đó chỉ là cái chai thôi. Tại vì mỗi lần tôi bán thuốc tôi chỉ cho thuốc, hoặc là tôi bán thuốc tôi lấy được cái chai, tôi bán còn lấy được tiền chai hoặc là lấy chai. Không, anh đừng có lo, anh cứ tự thức nhớ lắp kỹ trước khi tiếp vào ha. Rồi cái gì? Vậy là tôi thích kỹ xong rồi đó. Không, anh bảo đảm một chút xíu nó khoảng 10 giờ sau sẽ làm để tôi động trắng rồi. Không, anh thấy cười tất cả các cô gái đều. Thì có thể gửi tới cho tất cả các quý vị